Hộ niệm chú ý. Tọa đàm ba. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đã có cái cơ duyên nói chuyện với nhau về hộ niệm, thì nương theo duyên này, xin chư vị hãy cố gắng đem tinh thần hộ niệm mà hỗ trợ cho nhau vãng sanh công đức vô lượng. Về pháp hộ niệm, Diệu Âm đã nói nhiều lắm, nói khá chi tiết và cũng khá đầy đủ rồi. Nhưng chư vị vẫn còn yêu cầu chia sẻ thêm, thì hôm nay chúng ta sẽ đi ngược lại từ đầu, nói lại một cách toàn khoa, tổng luận từ đầu tới cuối phương pháp hộ niệm này cho rõ ràng hơn. Thật sự, pháp hộ niệm này rất cao quý và quan trọng. Nhiều người áp dụng pháp hộ niệm có nhiều thành quả đưa đến quá vi diệu, giúp cho chúng ta có thể tin rằng đây chính là đại cứu tinh của con người trong thời mạt pháp này. Xin báo với chư vị rằng, cách đây khoảng 10 năm, bắt đầu từ khi ở Việt Nam có một vài ban hộ niệm nho nhỏ xuất hiện rồi phát triển dần. Lúc đó, người ta mới chập chững thực tập hộ niệm, không ngờ kết quả ứng hiện rõ rệt. Sau 10 năm nhìn lại, thành quả của nó mới thấy thật bất ngờ. Từ bất ngờ đến giật mình ngỡ ngàng. Tình thực xin thưa với chư vị là quá ngỡ ngàng, vì số lượng người niệm Phật được hộ niệm ra đi có hiện tượng giảng sanh đã xảy ra quá nhiều. Có thể nói rằng, đến nay năm 2014, không còn cách nào có thể đếm được nữa. Có một vài người đã từng phát tâm đi đó đây muốn thu thập tin tức, mong kiểm lại được bao nhiêu người có hiện tượng này. Nhưng bây giờ người ta không cách nào kiểm lại được. Nhiều lắm là chỉ nhận một số thông tin từ một số rất ít người được quay video để lại nhờ những phần chứng minh rằng có người giảng sanh mà thôi, chứ không thể nào có thể kiểm hết được. Thời gian không có, phương tiện không cho phép. Bên cạnh, hàng ngày vẫn có thêm người giảng sanh ở khắp nơi thì làm sao kiểm được? Rõ ràng trong thời mạt pháp này mà được thành tựu như vậy, thì đây quả thật là đại cứu tinh cho những người phàm phu tục tử. Nhờ cơ hội này mà chúng ta mới có hy vọng giảng sanh thành đạo. Khi nghe được tin này, chư vị có mừng vui không? Trong cơ duyên này, Diệu Âm dựa vào 10 bản hộ niệm chú ý để nói tổng quát lại về pháp hộ niệm, hầu chúng ta cùng ôn lại từ đầu đến cuối hành trình mình sẽ đi như thế nào. Hôm nay, khởi sự xin đọc bản chú ý đầu tiên. Hộ niệm chú ý 1. Hộ niệm là giúp cho người xả bỏ báo thân, thực hiện đầy đủ tín, nguyện, hạnh để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người muốn được giảng sanh phải: thứ nhất, có niềm tin vững vàng; thứ hai, nguyện giảng sanh tha thiết; thứ ba, thành khẩn niệm Phật ngày đêm; thứ tư, cần nghiên cứu phương pháp hộ niệm thật cẩn thận để tránh điều sơ suất; thứ năm, xin đừng đợi đến lúc sắp lâm chung, hấp hối, mê man, bất tỉnh hay tắt hơi rồi mới mời ban hộ niệm đến, vì tới lúc này đã quá trễ rồi, dù có hộ niệm đi nữa cũng khó cứu người giảng sanh. Đây là điều tổng quát bao gồm cả một pháp hộ niệm. Từ điểm này có thể mở rộng ra đầy đủ chi tiết những gì ta cần phải làm. Trong 48 đêm, Diệu Âm sẽ cố gắng trình bày với chư vị ba điểm chính là tín, nguyện, hạnh. Đây là tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Chúng ta nói về hộ niệm chính là nói về pháp môn niệm Phật, chứ không có gì khác cả. Tông chỉ là cương lĩnh, là nguyên tắc tổng quát. Đến mục thứ tư là nhắc nhở người muốn giảng sanh phải nghiên cứu phương pháp hộ niệm cẩn thận. Đây tạm gọi là biệt chỉ. Biệt là chi tiết. Tông chỉ là phần tổng quát. Biệt chỉ là nói chi tiết cách thực hiện tông chỉ, tín, nguyện, hạnh có được kết quả tốt đẹp. Nếu nói về lý và sự, thì tín, nguyện, hạnh thuộc về lý của người niệm Phật. Còn sự chính là cách thực hiện phương pháp hộ niệm này hầu giúp cho người niệm Phật vững hơn, có thêm nhiều cơ duyên giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc hơn. Nói cụ thể hơn, đây chính là sự thực hiện cách nào mới đúng là tín, cách nào mới đúng là nguyện, cách nào để niệm cho được một câu A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ khi xả bỏ báo thân để được giảng sanh.
Hướng dẫn người niệm Phật, nếu chỉ lý luận suông suông, nếu chỉ nói tín, nguyện, hạnh chung chung, thì bình thời người niệm Phật cũng chỉ hiểu được một cách tổng quát chung chung. Nhưng đến khi lâm cuộc, thì họ sẽ không biết cách nào để ứng phó với trùng trùng những chướng nạn bủa vây. Nào là ách nạn của nghiệp chướng, nào là ách nạn oan gia trái chủ, nào là bệnh khổ hành hạ, nào là gia sự rối ren, nào là tâm hồn bấn loạn, vân vân và vân vân. Chính vì thế, người niệm Phật thì có, còn người thật sự được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thành đạo thì cũng không phải là nhiều. Ứng dụng phương pháp hộ niệm chính là giúp cho người niệm Phật có thể hóa giải những vấn nạn này. Cho nên mới nói phương pháp hộ niệm là sự tu căn bản, cụ thể và cần thiết cho người niệm Phật trong thời này. Nếu nói theo danh từ bình dân cho dễ hiểu, thì pháp hộ niệm là cách hướng dẫn thực hiện cụ thể những chiêu thức cần thiết giúp người lâm chung ứng dụng cho được cái tông chỉ, tín, hạnh, nguyện của pháp môn niệm Phật, hầu tương ứng với đại nguyện của Phật. Nhờ thế, họ vượt qua ách nạn của nghiệp chướng và được Phật tiếp dẫn đới nghiệp giảng sanh thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, pháp môn niệm Phật được Đức Thế Tôn truyền trao cho chúng sanh gần 3.000 năm qua rồi. Nhưng số người được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc chắc chắn đã có, nhưng vẫn còn quá ít ỏi. Tại sao vậy? Tại vì người tu niệm Phật không được chỉ bày cụ thể những chi tiết cần phải làm để giảng sanh, mà thường chỉ được hướng dẫn chung chung. Với sự hướng dẫn chung chung này, chỉ có những người căn tánh thượng thừa, nghiệp nhẹ, phước lớn mới có khả năng thực hiện được, còn hầu hết đều bị thất bại, đành chịu vướng nạn. Khó khăn hơn nữa, thời mạt pháp này, chúng sanh căn tánh hạ liệt, nghiệp chướng quá sâu nặng. Số người tự mình thực hiện trọn vẹn pháp niệm Phật tam muội không phải là nhiều. Chính vì thế, nếu không nhờ những người hộ niệm chỉ dẫn cụ thể, nhắc nhở rõ ràng, trợ duyên tích cực, giúp cho người ra đi thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh này, thì lý thuyết giảng sanh vẫn còn nguyên đấy. Nhưng mà thực tế được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải dễ dàng như nhiều người thường lý luận đâu. Ngày hôm qua, chúng ta có nói qua lời dạy của Ấn Tổ. Ngài nói rằng, người ta thì dạy những điều cao siêu, huyền diệu, còn quan tôi thì dạy những điều mà họ có thể tận sức làm được để giảng sanh. Nếu không làm được, dẫu cho lý luận tới tột nguồn, tận đáy, thì cũng chỉ thành tam thế Phật oan. Chính trong cuộc đời của Ấn Tổ, Ngài rất tuyên dương phương pháp hộ niệm này. Chính vì thế mà khi nói về hộ niệm, Diệu Âm luôn luôn khẩn thiết xin chư vị đừng nên xem lướt qua rồi vứt nó trong tủ. Đến lúc bất ngờ ngã bệnh xuống, trực nhớ đến ban hộ niệm mới mời đến, thì ôi thôi, trễ rồi, trễ rồi. Thời gian qua, chúng ta cũng đã nghe thấy rõ rằng rất nhiều người niệm Phật cả mấy chục năm, nhưng sau cùng cũng không thực hiện được ba điểm tín nguyện hạnh này ở những giây phút trước khi xả bỏ báo thân. Ấy thế, lại có những người dù cho người ta tu hành rất ít, nhiều khi chưa biết Phật đạo là gì, có những người chưa có pháp danh, có những người theo đạo Thiên Chúa, theo đạo Cao Đài, cả đời hành trì theo các đạo khác nữa. Có những người Pháp, người Thụy Sĩ, người Đức hoàn toàn không biết gì về Phật đạo. Nhưng mà cuối cùng họ gặp người hộ niệm, họ được chỉ dẫn từng chút, họ nghe theo mà niệm Phật. Người Đức mà niệm A-di-đà Phật giống như người Việt Nam, người Pháp mà lại niệm A-di-đà Phật giống hệt như người Việt Nam. Họ đã ra đi để lại thoại tướng tốt đẹp bất khả tư nghì, làm cho những người Âu Châu phải giật mình tán thán. Có lẽ nhờ cơ duyên thấy được những hiện tượng vi diệu này mà tháng 8 năm 2014 vừa rồi, chính một người Đức là thị trưởng thành phố Tosa đứng ra cộng tác với đồng tu Việt Nam tổ chức Pháp hội niệm Phật để cho chúng ta phổ biến phương pháp hộ niệm ở đó. Thật bất khả tư nghì, bất khả tư nghì. Cho nên, khi đã nghĩ đến tìm đường thoát dòng sanh tử luân hồi, thì mong chư vị phải nhớ cho. Đức Thế Tôn dạy rằng, trong thời chánh pháp,
một người tu hành chỉ cần gìn giữ giới luật đầy đủ, nghiêm minh cũng có thể thành đạo. Đến thời tượng pháp, thực hiện thiền định có thể giải thoát. Nhưng đến thời mạt pháp thì chỉ còn pháp môn niệm Phật mới có năng lực giúp cho một người vượt qua sanh tử luân hồi, giảng sanh thành đạo. Đã niệm Phật rồi mà giờ đây chư tổ còn nói rằng người niệm Phật mà không được hộ niệm, không có sự trợ duyên cho họ trước những giây phút ra đi, thì 1.000 người niệm Phật nhiều lắm cũng chỉ có 2 người, 3 người, 4 người, 5 người. Xác suất cỡ đó được phước phần giảng sanh. Còn 995 người kia vẫn còn bấp bênh, khó khăn vô cùng. Tại sao vậy? Nên nhớ, càng về sau nghiệp chướng của chúng sanh càng nặng, oan gia trái chủ càng nhiều và vọng tưởng càng lớn. Lúc tỉnh táo thì niệm Phật leo lẻo, cứ tưởng vậy là thành tâm, tưởng mình được nhất tâm bất loạn, tưởng mình ngon hơn thiên hạ, vân vân. Nhưng khi ngã một căn bệnh xuống thì tất cả tinh thần niệm Phật đều tan biến mất hết. Đối diện với một bệnh khổ thường khiến cho người niệm Phật không còn là người niệm Phật nữa, mà là người sợ bệnh, người sợ chết, người thương con nhớ cháu, người quyến luyến gia tài, tham chấp sự nghiệp, danh vọng, vân vân. Chính vì tâm không buông xả tình chấp thế gian, nên pháp đại cứu tinh của Thế Tôn cũng trở nên yếu đi, dù có hộ niệm cũng khó cứu được người đó giảng sanh tịnh độ. Hiểu được như vậy, mong chư vị hãy bắt đầu cố gắng nghiên cứu phương pháp hộ niệm cho thật cẩn thận. Hãy bỏ công ra mà tìm hiểu đi, rồi chư vị sẽ phát hiện ra rằng phương pháp hộ niệm có vẻ thấp kém, cụ thể, đơn giản. Ngồi trước người bệnh niệm A-di-đà Phật mà lại giúp được họ giảng sanh. Thật sự vi diệu, bất khả tư nghì. Hãy nghĩ thử, nếu không phải là một pháp vi diệu, thì làm sao có thể cứu một người phàm phu, tội chướng sâu nặng, ra đi để lại tướng hảo bất khả tư nghì như vậy? Có những người ra đi, hương thơm bay ra. Chính Diệu Âm này đã tận mắt thấy những người ra đi, ngày đó cả cái vườn hoa tự nhiên nở trắng xóa. Thật sự có những chuyện lạ lùng ngoài sự tưởng tượng của mình. Xin thưa với chư vị, một đại pháp dành cho chúng sanh được cứu độ trong thời mạt pháp này chính là câu A-di-đà Phật. Hãy làm sao giúp cho một người niệm được câu A-di-đà Phật, thật sự phát nguyện cầu giảng sanh, thì người đó sẽ được giảng sanh. Còn nếu chúng ta lơ là pháp hộ niệm, cứ đơn thuần nghĩ rằng người đó tu hành mấy chục năm rồi, niệm Phật 50 năm rồi thì chắc chắn được giảng sanh thôi. Không phải vậy đâu. Mấy chục năm niệm Phật, nhưng trước giờ phút ra đi, họ niệm Phật không được. Mấy chục năm qua, họ nguyện giảng sanh, nhưng ở giờ phút ra đi, họ nguyện không được. Mấy chục năm trường, người ta niệm Phật, tưởng rằng có tín tâm, nhưng đến lúc nằm xuống thì tín tâm bay mất hết. Chỉ có những người chưa bị bệnh còn tỉnh táo đến ngồi trước người bệnh đó, hướng dẫn nhắc nhở họ, thì may ra mới giúp người bệnh trở về được với 3 món tư lương, tín, nguyện, hạnh một cách cụ thể. Nhờ vậy mà họ giảng sanh. Mong chư vị cố gắng, hãy bỏ thêm chút thời giờ nghiên cứu lại pháp hộ niệm, thì tự nhiên chư vị sẽ có khả năng giúp người giảng sanh, mà cứu người tức là cứu chính mình giảng sanh vậy. Nam mô A Di Đà Phật.